Thấy sợ rồi. Chưa thấy ma mà thấy chó rồi. Bây giờ mình đi vô khu này đi. Nó là mình chù, mình sẽ anh không là em sẽ té vô cái hố. Đây hai người chúng tôi sẽ đi vào bụi chuối này để coi có cảm giác ớn lạnh hay không nha. Ok, Đại ca đi trước đi. Người ta có đèn không? Không. Đi theo chân của tôi nha. Chúng em đang ở chợ Vinh nha. Rất là tối.